20 cân đấy. ALP BBQ 2.0. Một cây vợt 8U. Cầu lông cánh đất này là CEO của à, máy của anh lên được bao cân? 20 đấy. Máy anh lên tối đa bao cân? Thử xem nào, anh thử ấn lên tối đa bao nhiêu? Kinh chưa? Ui giời, chẳng nhẽ cho kinh khung. Thôi 20 đi. 20 cân nhá. 20 cân cho số cho đẹp. Thử thách kịch khung 20 cân. Nếu như mà nó sập luôn là mình mất luôn 80.000 tiền cước. Còn nếu mà không sập thì mình sẽ được xem hết toàn bộ quá trình. Anh em dự đoán thử xem là liệu nó có sập hay không. Cái kèo quá khoai. Đây nhá, cho mọi người xem nhá. 21 anh chuyển thành 20 thôi, 20 cân thôi. Rồi, giữ ở mức 20 cân. Thử thách siêu siêu cực đại cho ALP. Bắt đầu. Ui. Chưa sao. Kẹp chắc rồi nhá. Đấy, kẹp thật chặt vào anh nhá. Đấy. Máy móc phải cẩn thận. Dùng hết các bộ phận. Tâm này là tim đập chân rung. Tầm này em cầm máy em thấy hơi run tay rồi. Khoai quá. run quá, hồi hộp quá anh em ạ. 20 cân. Ui trời, nó kéo một đường phát nó xạ hết toàn bộ cái dây ngang luôn nhỉ. Ui rồi ôi, cái gì thế này? Vật 8U đấy. Bịp hay sao nhỉ? À chưa giữ được à? Đừng làm đứt dây luôn anh nhá. Em có tưởng là sẽ giữ được luôn. À phải là giữ được rồi phải không? Đấy, quá là khoai. Đàn 20 cân nó khoai lắm anh em ạ. Quá là khoai cho cái yêu cầu này. Vẫn là phải kẹp đôi à? À, đi cùng để cho nó đều hai bên trước đã nhỉ. Mức cân cao quá như này thì buộc phải sử dụng cái giải pháp như này thôi. Hai kẹp. Kẹp hai chấu cùng một lúc. Để nó tránh cái tình trạng bị lệch khung anh em ạ. Nó chênh lệch kéo quá nhiều giữa hai bên thì nó sẽ dễ dẫn đến gãy khung. Thành ra là phải sử dụng cái kỹ thuật này. Vẫn chưa giữ được. Khoai sắn nhờ. Khoai quá anh em ơi. Cái quả kèo 20 cân này. Rất khó khăn. Ây. Nằm yên. Tương đối là khó. Nào được không? Chưa đủ à? Chưa đủ. Không giữ nổi à? Cái này lại dễ bị cào dây lắm. Thôi khoai quá anh, tạm dừng. Em tạm dừng nha anh ấy đi, xử lý. Rồi. Bây giờ mới có thể siết được máy anh em ạ. Mực 20 cân thì quá khoai. Mỗi lần căng cho cầu lông chân đất này giá phải tăng thêm 30%. Gấp đôi. Bởi vì những kèo rất là khủng hoảng. Đấy anh em ạ, khổ lắm. Chi bao tiền ra để phục vụ anh em này mà không biết là có được anh em ủng hộ không. 20 cân. Anh em nhìn kỹ như này nhá, đang hiện là kg nhá. Đây. Kg nhá, kg chứ không phải là LBS nhá. Tôi lông thôn tôi cứ chân à tôi cái chân đất rồi tôi cứ kg. Chân đất kg là dễ hình dung chứ LBS khó hình dung lắm. Nó không phải là cái hệ đơn vị của mình dùng nên là tự nhiên trong đầu mình sẽ tự cứ phải bị quy đổi. Thì mình mới hình dung được. Mình sống từ bé mình sống theo đơn vị cân rồi ấy.
Nói cân thì có thể hình dung được, nhưng mà nói cái đơn vị khác tự nhiên nó bị lệch ngay. Kiểu như bây giờ nói giọng thôi. Đang đơn hạ đơn vị mét mà bảo là giọng có thứ là chịu, không hình dung được. Ồ, fit ấy. Không thể đỡ nổi được. Cái gì thế này? Không biết điều gì nó xảy ra. Phải cả mồ hôi rồi. Sau một hồi vất vả điều chỉnh máy móc thì bây giờ mới có thể kéo được 20 cân anh em ạ. Thế này thì dễ lại cháy lắm, ALP lại cháy hàng lần nữa thì toa. À hôm rồi thấy clip xin lỗi đấy à? Vâng. Lý do là bị cháy hàng đấy. Lý do cháy hàng vào đúng trong dịp Tết. Anh em mà tiền lì xì đang nhiều. Cộng với cả lại có mã giảm giá các kiểu nữa. Mua nhiều mà lại đang nghỉ Tết chứ không người vận hành. Không thể vận hành, không thể giao nổi được. Rồi, những nước cuối cùng rồi đấy. Những đường ngang cuối rồi. Đây là xốp lần đầu tiên căng mức 20 cân. Ra khuyến cáo là không bao giờ cân những cân cân nặng như này để ra sân. Đây là cầu lông chân đất đang test thử cái sức chịu đựng, khung chịu đựng của ALB. Đấy, xem nó có chịu đựng được với giới hạn là 20 cân để nó biến dạng hoặc là sập khung hay không. Thế nhưng mà cái máy của anh nó cho phép 20 cân nhưng mà hãng có khuyến cáo là anh không, đúng rồi, có được căng đến mức 20 cân không? Có sợ hỏng máy không? Em sợ nhất là hỏng máy của anh không? Rồi, đèn anh 100 triệu thì toa. Tiền đâu mà đèn được căng tay vợt. Đây nhá, để xem nhá, vẫn là con số vẫn 20 cân, vẫn nằm đây. Ít giờ. Quá kinh khủng. Không thể đỡ nổi được. Xem mà có sập không nào. Cái này mà 20 cân vẫn chưa sập thì thôi, chứ 21 cân chẳng thôi chứ anh. Em thử máy 24 cân được, 21 cân thì có khi thôi. Cố 21 cân có khi nó chả sập được. Còn 20 cân là anh em đánh là em ơi. Nghỉ tay luôn. Anh bảo sao các cháu thích mười mấy cân. Và siêu nhiên bắt tao. Căng 20 cân. Nào anh em chờ kết quả nhá. Nhà là B. Hồi hộp là cái bước. Vẹo luôn. Quá kinh khủng. 20 cân nó không chịu nổi được sức nặng của 20 cân. Chính tỏ dây của anh tốt đấy. Chính tỏ dây tốt anh em nhá. Dây 80.000. Dây 80.000 anh em phải ra chậm support nhá. 80.000 nó kéo 20 cân chưa đứt. Chỉ dây sập khung rồi, dây không đứt. Dây gì đây? À, dây Victor. Victor à. Vip chưa? Quá kinh khủng là một cái pha. Không được quay kịp rồi, mình đang quay cận ở chỗ đấy để tháo ra tiếp quá anh em không nhìn được toàn cảnh. Chủ shop giật lấy mình luôn. Một pha quá đẹp nhưng mà tiếc là không thể quay nổi được hết toàn cảnh. Rồi. Đáng tiếc quá. Với vật 8U thì mình nghĩ mức chịu đựng giờ không thể đạt được như vậy. Đúng không? 8U. Lên 17 cân nó đã là quá khủng khiếp rồi. Đúng rồi. Ai dám tin nổi được anh. Đấy hôm nay cầu lông chân đất thử sức chịu đựng của ALB 20 cân. Là đã sập luôn nhá. Đây bên trong kết cấu sợi carbon của khung vật 8U của ALP nhé. BBQ. Rất mỏng như này thôi, rất mỏng và rất nhẹ, siêu nhẹ. Toác hết luôn. Dã man nhỉ, chứ là điểm yếu nhất vẫn là cái điểm ở bên vai. Quỵ xuống luôn.